chữa viêm thận, phù thủng, tiểu buốt, sỏi đường tiết niệu. Cách làm như sau, các bạn dùng thạch vĩ 12 gram sắc uống. Các bạn chỉ cần riêng dùng riêng cái vị thạch vĩ này nha, sắc uống hàng ngày. Với liều lượng của mỗi lần sắc uống là 12 gram các bạn nhé Các bạn cứ sắc uống hàng ngày như vậy sẽ có kết quả nhé nếu như mà có điều kiện thì các bạn có thể thêm vào các vị như là hoạt thạch, sa tiền, các vị với lượng bằng nhau. Như bình thường thì các bạn chỉ cần dùng riêng cái vị thạch vĩ này thôi để mà sắc uống hàng ngày. Đấy chính là trường hợp dùng để chữa viêm thận phù thũng, tiểu buốt, sỏi đường tiết niệu.